em Loan ô tô Kinh Môn Hải Dương xin được chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán cũ của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Và mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay em quay cho quý vị anh chị và các bạn một mẫu xe 4 chỗ Ford Ranger được sản xuất năm 2003. Và ở mẫu xe Ford Ranger 2003 em bán với giá 148 triệu đồng. 148 triệu đồng để chúng ta sở hữu cái mẫu xe Ford Ranger 2003 nhá. Và xe này xe tên tư nhân. Nếu mà các bác nào muốn sang tên đội biển thì ở cái mẫu xe này em rút hồ sơ rất là nhanh chóng nhá. Các bác đừng quên đăng ký kênh, nhấn like kênh, chia sẻ và bấm nút chuông thông báo giúp em để kịp thời theo dõi những cái mẫu xe mới nhất em cập nhật lên thường xuyên trong ngày nhé. Và bên em chuyên thu mua những dòng ô tô cũ từ 2 cho đến 7 chỗ ngồi với giá tiền giao động từ 100 đến 400 triệu đồng. Nếu các bác nào có nhu cầu cần bán hoặc là trao đổi xe thì liên hệ với em qua số điện thoại 0976081699. Em sẽ thu mua cho các bác với những cái giá cả hợp lý nhất và xem xe tại An Kinh Môn Hải Dương nhé. Vâng. Và vừa rồi thì em quay rất là nhiều những cái video cho các bác xem và bên em bán rất là nhanh chóng những cái mẫu xe đó. Bên em với những cái phương châm là uy tín chất lượng nên là các bác hoàn toàn yên tâm sở hữu những cái mẫu xe. Có thể đến tại cửa hàng em và đến test thoải mái những cái mẫu xe mà em đã quay nhá. Và với những cái chiếc xe nào và lỗi hay không lỗi thì cũng báo luôn cho chiếc xe để các bác nào có nhu cầu hợp lý, có thể hợp lý cái chiếc xe đấy hoặc là cảm thấy là cái lỗi đó có thể sử dụng được thì các bác liên hệ với em qua số điện thoại nhá. Thì để các bác có thể chốt mẫu xe đó. Vâng, ở cái mẫu xe này em sẽ giới thiệu cho các bác mẫu xe Ford Ranger được sản xuất năm 2003. Cái mẫu xe này cam kết các bác cũng không lỗi nhỏ, không lỗi, không đâm đụng, không ngập nước nhá. Và cái mẫu xe này thì em bán với giá là 148 triệu đồng thôi, 148 triệu đồng. Và xem xe tại An Kinh Môn Hải Dương và chiếc xe này các bác về sẵn sử dụng, không phải làm bất cứ thứ gì nhá. Không phải làm bất cứ gì về sẵn sử dụng thôi. Và xe đã được trang bị lên màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết rồi. Về các bác cũng không phải làm gì cả, về đổ xăng là đi thôi. Vâng, thì bây giờ các bác cùng hướng lên màn hình em sẽ đi chi tiết cái mẫu xe Ford Ranger 2003 cho các bác cùng xem qua cái mẫu xe này nhá. Dạ vâng, trước màn hình nhỏ của chúng ta đây là cái mẫu xe Ford Ranger được sản xuất năm 2003, mang biển số của Sài Gòn nhá. Với cái chiếc xe này em bán với giá là 148 triệu đồng. 148 triệu đồng có bao gồm phí rút hồ sơ thôi ạ cho cái mẫu xe Ford Ranger này các bác nhá. Và ở tổng thành chiếc xe này thì cũng không lỗi nhỏ. Và chiếc xe này các bác về sẵn sử dụng, xe đã trang bị túi khí phanh ABS cũng như là cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết rồi các bác nhá. Một cái mẫu xe mà đời 2003 với cái giá 148 triệu đồng thôi, rất là rẻ đúng không ạ? Chúng ta thay thế cho một cái chiếc xe SH để chúng ta đi cái mẫu xe này. Cái mẫu xe này rất là cứng cáp, nếu các bác nào đã sử dụng cái dòng Ford rồi, Ford, thương hiệu của Ford đấy ạ. Vâng, một cái thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, cực kỳ là chắc chắn cũng như là đầm xe. Đấy, cái mẫu xe 2003 này. Về tổng thành của chiếc xe này, sơn xi xuất sắc này cũng đã làm hết rồi. Các bác về sẵn sử dụng cái mẫu xe này nhá. Vâng, ở cái mẫu xe này thì cũng không lỗi gì cả. Các bác hoàn toàn yên tâm về sử dụng, không có lỗi là đâm đụng ngập nước gì đâu cả. Đấy, đèn thì rất là sáng nhá. Cụm đèn của chiếc xe này rất là sáng. Và chiếc xe là mang màu ghi bạc nhá. Màu ghi bạc hoàn toàn là nguyên bản theo xe. Và xe là xe tên tư nhân. Và bốn dàn nốp thì còn tương đối là đẹp. Các bác về cũng không phải làm gì ở cái cũng không phải thay nốp đâu ạ. Đấy, em quay chi tiết cái nốp cho các bác xem nhá. Đây ạ. Nốp rất là đẹp đấy ạ. Nốp rất là đẹp nhá. Và đây là răng đúc nhá. Là răng đúc này. Đấy. Cua lốp đây, cua lốp cũng không hề có hiện tượng mục mọt nhá. Đời 2003 đấy ạ. Không hề mục mọt và máy móc chiếc xe này cực kỳ là khô ráo. Đây, các bác nhìn này, tôn vỏ rất là mỏng nhá. Và xe này là xe sơn tỉa các bác nhá. Không sơn phủ đâu ạ, sơn tỉa đâu. Đấy, cái tổng thành của cái chiếc xe này với cái giá tiền 148 triệu cho cái mẫu xe Ford Ranger. Một chiếc xe rất là an toàn. Một cái mẫu xe biển số của Sài Gòn, tên tư nhân. Đấy các bác nhìn nhá, tổng thành của cái mẫu xe này. Nếu các bác nào ở khu vực phía Bắc cũng như phía Nam muốn chốt chiếc xe này thì liên hệ với em qua số điện thoại 0976081699. Em đang có thể tư vấn cho các bác xem để các bác có thể chốt cái mẫu xe này, Ford Ranger này. Sản xuất năm 2003 với động cơ là 1.8. Một cái dòng xe đi rất là đầm xe, rất là đầm và chắc xe.
Đấy, các bác nhìn nhá, gầm bệ đây ạ, gầm bệ rất là chắc, cũng như là không có mục mọt gì đâu ạ. Đây nhá, các bác nhìn chi tiết này. Đấy, không có mục mọt hay là đâm đụng gì ở cái mẫu xe này nhá. Gầm rất là khô này, không có hiện tượng chảy dầu nhớt gì đâu. Với 148 triệu đồng thôi. 148 triệu đồng là quý vị anh chị và các bạn đã sở hữu ngay cái mẫu xe Ford Laser này rồi. 2.3. Đấy, xe đã được trang bị rất là nhiều đồ chơi rồi. Màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Đây, em sẽ đi vào chi tiết cái nội thất cho quý vị anh chị và các bạn cùng xem nhá. Vâng, đây là cái nội thất của cái chiếc Ford Laser. Đấy, 2.3. Trần là trần nỉ nhá, trần là trần nỉ nguyên bản theo xe. Và nội thất da cũng da nguyên bản. Da nguyên bản nhá. Da này da nguyên bản theo xe đấy ạ. Và ở cái phần ghế lái thì có chi tiết nó bị rách là do cái chắc là khuy ví dụ mình ngồi mình dắt không may nó kéo rách cái là cái phần nhỏ nhỏ kia thôi. Còn lại là cái nội thất rất là tươi. Đây ạ. Trang bị màn hình DVD nhá. Cam lùi cam hành trình ở trên đây ạ. Đầy đủ hết rồi. Đấy, một chiếc xe các bác phải sẵn sử dụng thôi. Rất là rẻ, hơn 100 triệu đồng. Và xe thì cũng không có đâm đụng ngập nước gì cả, cột kèo còn nguyên. Một chiếc xe thương hiệu của Ford. Ford thì rất là chắc chắn rồi, đời 2.3 nhưng mà rất là đầm xe, rất là chắc xe. Và xem xe tại Ban Kinh Môn Hải Dương nhá. Nếu các bác nào mà nhu cầu hợp lý cái mẫu xe này thì liên hệ với em Loan qua số điện thoại là 0976 081 699 nhá. Để cho cái mẫu xe Ford Laser này. Đấy, cái hàng ghế sau còn rất là đẹp. Rất là đẹp nhá. Rất là rẻ cho một chiếc xe 4 chỗ thương hiệu Ford. Một cái chiếc Ford Ranger. Vâng, một cái mẫu xe Ranger 2.3 với tên tư nhân đã được trang bị đầy đủ các chức năng an toàn trên xe là túi khí, phanh ABS hoặc là những cái màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ đây rồi. Thế là các bác hoàn toàn yên tâm để ý cái mẫu xe này về đi gia đình. Rất là phù hợp cho cái thời tiết nắng nóng hay mưa gió này. Rất là rẻ, hơn 100 triệu đồng thôi. Mà chở được rất là nhiều người, rất là an toàn. Vâng, order chuẩn là 15.3 nhá, 15.3. Và xe này xe tư nhân cũng không chạy dịch vụ taxi gì cả cái dòng này nhá. Để nó rất là chắc xe. Dạ vâng, với đời 2.3 như vậy thế này là cũng khá là đẹp rồi. Thế là các bác đừng hỏi em nào nó có xuất sắc không nhá. Em không dám chắc là xuất sắc. Nhưng mà với cái dòng xe mà 2.3 và được cái chất xe như này thì em cam kết với các bác là xe còn tương đối là đẹp. Tương đối là đẹp và không đâm đụng, không ngập nước gì cả. Và xe là đang sử dụng bình thường, không lỗi. Đấy, bốn cánh thì nguyên nhá, không có hiện tượng đâm đụng gì cả. Đây, cái cột kèo cũng nguyên. Đấy, các bác hoàn toàn yên tâm để sử dụng cái mẫu xe này. Một cái mẫu xe mà về sử dụng cho gia đình trong cái thời tiết nắng nóng mưa gió này thì rất là phù hợp các bác nhé. Rất là phù hợp mà lại rất là an toàn, chở nhiều người trên xe. Và em sẽ đi vào chi tiết cái cho các bác xem cái hệ thống khoang máy của cái mẫu xe này nhá. Và đây chính là cái hệ thống khoang máy của cái chiếc Ford Laser 2.3. Một cái hệ thống khoang máy rất là khô và sạch sẽ. Và ở cái chiếc xe này thì đấy, các bác để ý nhá, không hề có hiện tượng đâm đụng ngập nước gì cả. Đây, cụm đèn thì nguyên bản theo xe. Đấy, từ năm 2003 mà giữ được cái mức đèn này quá là đẹp rồi. Và đèn nguyên bản các bác nhá. Đây là ố thì qua thời gian sử dụng nó ố thì chủ xe đã xúc lại sạch sẽ rồi. Nó chỉ còn những vết dạn, vết xước thôi. Và lắp cabo này, lắp cabo cũng còn nguyên nhá, không có đâm đụng gì cả. Một cái chất xe các bác yên tâm sử dụng. Đấy, về đi gia đình thôi, rất là phù hợp. Đây cái hệ thống khoang máy đây. Đấy, rất là khô nhá. Không hề hiện tượng là chảy dầu nhớt gì cả.
Dạ vâng, vừa rồi em đã quay cho các bác xem qua cái mẫu xe Forester được sản xuất năm 2003. Ở chiếc xe này với giá bán là 148 triệu đồng cho cái mẫu xe Forester 2003. Nếu các bác nào mà ưng ý cái mẫu xe này, liên hệ em Loan qua số điện thoại 0976081699 để sử dụng cái mẫu xe Forester 2003 này nhá. Một cái mẫu xe nói chung là rất là đẹp và đời rất là đời thì 2003. Nhưng mà với cái thời điểm bây giờ mà cái chất xe như này thì quá là ổn rồi. Các bác hoàn toàn yên tâm để sử dụng cái mẫu xe này, về sẵn sử dụng không phải làm bất cứ thứ gì. Và đồ chơi thì đầy đủ trên xe, kín xe rồi nhá. Trang bị rất là nhiều các tính năng trên xe rồi. Vâng. Và xin xe tại Ban Kinh Môn Hải Dương các bác nhá. Đấy. Các bác đừng quên đăng ký kênh, như like kênh, chia sẻ, bật nút chuông thông báo giúp em để kịp thời theo dõi những cái mẫu xe mới nhất em lên thường xuyên trong ngày nhé. Và hẹn gặp lại quý vị các bạn qua những video tiếp theo ạ.